Các bác ơi, hôm nay là ngày quốc tế hạnh phúc. Em Lục Linh Gia Phúc Sen xin được chúc cả nhà mình sẽ hạnh phúc với tình yêu, công việc và những sự lựa chọn của mình nhé ạ. Như mọi lần thì hôm nay em làm video để giao lưu với cả nhà mình tiếp tục đây. Một cái video sẽ bao gồm những con dao mèo này, dao quắm này. Và ở dưới này là em có để những cái con dao bếp ạ. Thông tin và phương thức liên hệ của em ở đây. Em bán hàng nằm tại thành phố Cao Bằng. Và số để các bác gọi điện chốt đơn đó chính là 0981 583 598. Số này thì chúng ta có thể kết nối Zalo với em luôn nhé. Em sẽ tư vấn kỹ hơn cho các bác ạ. Những giá em báo ở trong video là chưa bao gồm phí ship. Tiền ship các bác vui lòng cộng thêm 30.000 một đơn giúp em nhé. Em chuyên bán dao. Và ở trong đấy thì có dao bếp này, dao đi rừng này. Đa phần là những cái sản phẩm của làng nghề Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Đó, và ngoài ra thì em có bán cả đặc sản nữa ạ. Nhưng hôm nay trời khá là âm u, em sẽ chỉ lên dao bếp thôi nhé các bác ơi. Rồi, sau đây thì em xin được giới thiệu chi tiết từng con luôn. Những cái con này thì đây ạ, em đã đánh số thứ tự hết rồi. Khi mà chốt đơn thì các bác đọc số thứ tự của con đấy để em dễ tìm hàng là ok nhé. Chúng ta sẽ được bảo hành 1 năm nếu mà lỗi do nhà sản xuất. Và thứ hai là khi mà nhận được hàng các bác cứ mở ra kiểm tra đúng mẫu, đúng hình mà các bác đặt thì chúng ta nhận hàng ạ. Rồi đầu tiên, hai cái mã dao quắm em muốn lên với cả nhà mình là đây. Dao quắm này thì em đang có cái sẵn dao quắm bằng tay phải ạ. Đây ạ, đây, như này là tay phải này. Nếu mà bác nào mà mình thuận tay trái thì có thể đặt riêng nhá. Em sẽ làm riêng cái tay trái cho các bác. Em có hai size như thế này. Con ngắn số 1 là 150, cái con số 2 dài hơn là 180. Đấy, cái chức năng chính của dao quắm này là mình mang về chặt cây, đốn củi, đi rừng. Đó, trên em thì gọi là dao quắm nhưng mà có một số bác thì chúng ta sẽ gọi là dao liềm đấy ạ. Đấy, tại vì cái ở trên này thì cái mũi dao nó hơi cong. Đây, em quay hai mặt cho các bác xem này. Con số 1 này thì cầm nó sẽ vừa tay hơn, độ ngắn nó vừa phải ạ. Chiều dài của lưỡi dao vào 23 cm, em tính từ đây. Tính cái lưỡi dao này 23 cm nhá. Đấy, độ rộng là vào 5 cm, nặng 400g và dày 5 ly. Đó, một con dao kết cấu rất là đơn giản và không có cán. Con này được rèn liền chuôi rồi. Các bác cầm nắm như này cũng đã rất là chắc chắn ạ. Nếu mà mình muốn làm cán thì các bác tự lấy cây về làm thêm cũng được nhá. Nhưng mà trên em cũng mọi người ít dùng cán lắm, cứ cầm thế luôn thôi. Đó, 150.000 con hình số 1 ạ. Con hình số 2 thì cũng tương tự như thế. Đấy, cũng hai mặt để đen truyền thống luôn các bác. Chẳng qua là cái lưỡi dài hơn. Và con này thì nặng 500g nhá. Đây ạ, nặng 500g và dày 3 ly. Độ dày của nó là 3 ly, mã số 2. Còn chiều dài lưỡi dao là vào 30 cm. Đấy, 30 cm. Tính từ cái phần trắng trắng này lên. Một cái chiều dài hơn cái con số 1 một xíu thôi. Nhưng mà làm đắt hơn. Thế là thành ra cái giá tiền nó cũng đắt hơn mấy chục. Số 2 này là 180.000 ạ. Em cố tình để hai con như thế này cho các bác so sánh. Mình muốn lấy cái con nào thì nhắn em nhá. Đó, đây là hai con dao quắm số 1 và số 2. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu đến mã số 3. Mã số 3 là một cái con dao mèo. Mèo này là mèo mũi hếch bụng to. Đây các bác ơi, con này phải dày 7 ly đấy, nặng 700g luôn. Cái con mã số 3 này em quay ở trên cao cho các bác nhìn trước này. Kết cấu của con số 3 này thì sẽ có hai cái đinh đồng nhá. Đây, cái đinh này thì bị méo một xíu rồi, tại vì nhiều lúc hàng làm thủ công ấy, các bác thợ bác ấy làm nhanh quá nên là sẽ bị lỗi một vài lỗi nhỏ như thế. Nhưng mà đây cũng chính là những cái đặc điểm rất là nổi bật của hàng làm thủ công. Nhiều bác sẽ thấy là nó không được đẹp mắt cho lắm, nhưng mà về chất lượng và cái thời gian để mình dùng ấy, nó bền và đẹp lắm ạ. Đây các bác ơi, một cái em mèo mũi hếch rất là đẹp, giữ bản truyền thống hai mặt luôn, hai mặt để đen ạ. Đó, rất là sắc bén này. Mèo này thì nặng 700g, dày 7 ly. Em cầm là hơi hơi thấy nặng tay rồi đấy. Tại vì bình thường những con mèo em lên thì chỉ rơi vào tầm khoảng 500-600g thôi. Nhưng mà mấy hôm nay em thấy cầm cái con mà 700g là thấy nó có dấu hiệu mỏi tay rồi. Ở đây em có đinh đồng và khâu chốt đồng nhé. Đây ạ, rất là đẹp, mũi hếch. Đây là cái kiểu mèo rất là truyền thống của shop em rồi ạ. Mèo 30, dài 30 cm. Đấy, gọi là size 30 là cái lưỡi dao dài 30 cm đấy ạ. Độ rộng ở chỗ bụng này là 6,5 cm nha các bác. Mã số 3 này em bán với giá là 350.000. Đấy, con mèo này những cái
Đây, ngoài ra số 3 thì em có 4, 5, 6 này. Những con mèo thì em sẽ nói luôn cái chức năng nhé. Chúng ta để chặt xương cũng được, mình mang đi rừng để chặt cây cũng được nhé các bác ơi. Đây, hôm nay em lên cho cả nhà mình 4 con mèo to và 1 con mèo bé. Nhưng mà con mèo bé thì em giới thiệu ở cuối cùng video nhất. Các bác xem đến giây phút đấy nhé. Hoặc là mình có thể tua đi cũng được. Đây là con số 3 này. Khi mà mình chặt đi các bác đây, các bác chặt ở những cái phần bụng to này này thì cái lực nó sẽ khỏe hơn nhá các bác ơi. Đây ạ, chặt ở mấy cái phần này cũng được, nhưng mà chặt ở những cái phần giữa giữa này này thì cái lực nó sẽ được đầm tay hơn. Và chúng ta có thể đặt thêm vỏ với em. Cái vỏ thì em nhà em làm nhận làm hai kiểu ạ. Vỏ da thì 250.000, còn cái vỏ cầm chỉ là 300.000 một vỏ. Đấy, quay rất là cận cảnh và sắc nét cho các bác. Rồi tiếp đến em giới thiệu đến mã số 4. Số 4 là một con mèo mũi nhọn không hếch. Đấy, con mũi nhọn là thẳng tưng lên như này luôn này, không có hếch như con số 3 nữa. Số 4 này thì cũng có hai đinh đồng và khâu chốt đồng nhá. Con này size 25. Đấy ạ, con này các bác mang đi mình thịt lợn ý cũng được, chọc tiết lợn cũng được đấy ạ, tại vì nó rất là nhọn. Nặng 400g. Đấy, con này dày 6 ly. Độ dày thì vẫn giống như những cái con bình thường, như cái những con bản tiêu chuẩn đấy ạ. Còn bản rộng của nó là vào 5cm. Đây, các bác nhìn này. Con này em bán 300.000 nhá. Đây là mã số 4 ạ, cũng là hai mặt để đen truyền thống. Còn nếu mà các bác muốn có hoa văn nhấn nhá một chút hiện đại thì chúng ta hãy tham khảo qua mã số 5 và số 6. Số 5 và 6 này thì hàng mới về hôm nay, sáng nay mới cập bến luôn và em đã kịp quay để lên sóng cho các bác rồi. Lúc nào em cũng muốn đem đến cho cả nhà mình những cái mẫu dao mới lạ và đẹp nhất. Đây ạ, em sẽ quay tổng thể trước này. Số 5 và số 6 này là hai con mèo khá là giống nhau về kết cấu. Đầu tiên là hai mặt sẽ để hoa văn, thứ hai là sẽ có chắn đồng đó, và thứ ba là có đều có hai đinh và cán gỗ cầm chỉ. Thế nên là em sẽ đọc cái thông số của một con dao thôi, em sẽ đọc con số 5 thôi, và con số 6 nó cũng tương tự gần như thế nhé các bác ơi. Chúng ta muốn biết chính xác thì cứ nhắn em ạ. Đây, hai con bụng to mũi hếch. Con này đã có thêm cái lá chắn đồng để tăng thêm cái độ tính an toàn cho mình khi mà sử dụng đấy ạ. Các bác thích thì có thể lấy những cái con chắn đồng mang kiểu dáng mới lạ như thế này. Giá của các em ấy là 350.000 một con. Đó, hình 5 và hình 6. Chiều dài lưỡi dao là vào 31cm. Em đã đo trước khi quay video rồi để đỡ mất thời gian các bác đợi. Đấy, chiều dài như này là vào 31 nhé các bác. Bản rộng ở chỗ này là vào 6,5 này. Dày 7 ly và nặng 700g. Đó, dày 7 ly, nặng 700g. Rất là đầm tay, các bác chặt cây thoải mái. Cái này mà đã có lá chắn như này, nhiều lúc tay các bác tì vào đây cũng được. Trời, phải nói là những cái con này nó rất là dày dặn luôn ý. Và hàng này là hàng được làm từ nhíp xe ô tô nhé các bác ơi. Đây, cầm rất là đẹp này. Lẽ ra là em nên để cái điện thoại cố định một chỗ rồi em sẽ cầm và quay cho các bác xem nhiều mặt hơn. Nhưng mà em muốn cầm cái điện thoại đi theo để một tay quay như thế này, muốn quay cận cảnh hơn để cho các bác. Đây, em quay cả cho cả nhà xem này. Trời, phải nói là đẹp tuyệt vời luôn ý. Hai con này rất là ưng. Em ưng lắm luôn, ưng cái bụng lắm luôn. Và em còn đúng hai con này thôi, tại vì vừa rồi em mang về gần 10 con, nhưng mà em mang về trả cho khách sỉ em hết rồi, em để lại hai con này để bán thôi. Thế nên các bác nhanh tay lựa chọn nhé. Số 5 và số 6 bằng tiền nhau, 350.000 ạ. Rồi, tiếp đến ạ, em sẽ giới thiệu qua đến những cái con dao bếp, tại vì lâu rồi cũng không dao bếp, em cứ bị lên dao đi rừng nhiều quá. Ngoài cái video này thì các bác có thể kéo xuống bên dưới nhá, vào cái trang của em để chúng ta tham khảo thêm nhiều mẫu dao khác, tại vì mẫu nhà em khá là đa dạng. Đây, mã số 7 là một con chặt xương, lâu rồi không lên dao bếp các bác ơi. Con chặt xương này thì đây ạ, một bên sẽ để đen nhá, bên này cũng sẽ để đen truyền thống như thế này. Con này nặng 800g. Các bác sẽ dùng để chặt xương to, xương sườn và xương ống đấy ạ. Những cái xương khó chặt thì chúng ta phải chuyên dùng một con chuyên chặt như thế này. Độ dày của em này là vào 5 ly. Chiều dài lưỡi dao vào 23,5 ạ. Đây là những cái thông số chuẩn rồi. Không dài và cũng quá là không ngắn. Bản mũi vuông truyền thống ạ. Ở đây có cả lỗ treo dao. Khi mà các bác dùng xong mình lau sạch treo lên, nó sẽ rất là gọn bếp. Còn kết cấu ở đây thì có 3 đinh inox này các bác này. Đấy, khâu chốt đồng và 3 đinh inox nhá. Giá của em ấy vẫn không thay đổi ạ, 300.000. Đây là mã số 7 con chặt xương. Rồi, tiếp theo em giới thiệu đến mã 08. 08 là một cái con dao chuyên chặt gà vịt. Đây là dòng cán ốp ạ. Rồi, cán ốp được ốp vào hai bên như thế này này.
Và đây là dòng thép trắng không gỉ nha các bác ơi. Đây ạ, đinh trắng rất là tròn trịa. Thép trắng không gỉ về độ sắc thì nó sẽ không sắc như thép nhíp đen, nhưng mà được cái là nó dễ bảo quản. Cách để chúng ta bảo quản những cái con thép nhíp đen ấy thì các bác mang về mài, và mình thi thoảng mình bôi một lớp mỏng dầu ăn lên thì nó sẽ ít bị han gỉ. Kể cả các bác không dùng thì vẫn bị han gỉ nhá. Đấy là cái nhược điểm của thép nhíp đen đấy ạ. Rồi, cái con chặt gà vịt này thì nó rất là sáng và bóng. Đây, cái phiên bản của nó thì cũng gần giống như là truyền thống thôi, chẳng qua là cái nguyên liệu nó khác nhau. Chiều dài lưỡi dao thì vào 23 cm, chỗ rộng này là vào 9 cm. Đấy, dày 3 ly và nặng 500 g. Con này thì em bán 250.000. Dòng thép trắng không gỉ ạ. Mã này là mã 08 nha các bác. Đấy, các bác chốt đơn thì chỉ bảo lấy cho anh con chặt gà vịt thép trắng, thế là em cũng sẽ biết được con này là con số 8 này. Tại vì cái mã này được rất là nhiều người ưa chuộng luôn ý. Rất là sáng bóng khi mà mình để trong gian bếp ý ạ. Nó sẽ sáng cái không gian của mình. Đó. Rồi, tiếp theo em có một cái mẫu chặt gà vịt, nhưng mà mẫu này thì kiểu nó hiện đại hơn một tí. Em gọi là dao pha luông. Không biết là có phải không, tại vì con dao pha luông kiểu nó cũng gần giống như thế. Nếu mà em gọi tên sai thì các bác thông cảm nhá. Đây ạ. Đây là một cái kiểu nhìn nó cũng hơi hơi giống cái bàn là ngày xưa ấy các bác. Cái bàn là con gà ấy. Đấy, nó cũng dạng dạng kiểu vậy ấy. Đây ạ, cái hoa văn của con số 9 rất là đa dạng này các bác nhìn này. Đấy, khác hẳn với những cái con dao mèo kia luôn. Đây. Mỗi con hoa văn nó sẽ có một cái điểm độc đáo khác nhau và không có con nào giống nhau cả. Con này cũng nặng 500 g luôn. Những con chặt gà vịt ấy thì chúng ta nó sẽ nhẹ hơn con chặt xương một tí, để khi mà các bác mang về chặt gà vịt nó sẽ không bị quá là nặng. Cái miếng thịt gà, thịt vịt của mình nó sẽ được đẹp mắt hơn. Đó, chiều dài của lưỡi dao là cũng vào 23 cm. Rất là đẹp luôn các bác ơi. Đây này. Đấy, những cái vết này thì phải nói là trời ơi. Em thấy cái con dao này kiểu dáng nó rất là mới lạ và cầm nó đầm tay nữa. Nghiêng nhẹ một cái là đấy, sáng rực hết cả lên. Và bây giờ đang là chiều tối đấy ạ. Hôm nay còn khá âm u đấy, nếu mà trời nắng thì các em ấy còn đẹp nữa. Đây, được làm từ đinh đồng. Đây, khâu chốt đồng này, đinh đồng này các bác này. Gỗ cầm chỉ này là tuyệt đối không thấm nước và không lo mối mọt. Chúng ta cầm nắm thoải mái luôn. Đấy, em này là dày 3 ly nhá các bác ơi. Độ dày của em ấy là 3 ly. Một mặt này sẽ để mài sáng như thế này ạ. Mã số 9 này em cũng bán với giá là 250.000. Đó. Tiếp theo em giới thiệu đến mã số 10, 11. Đây là hai con dao thái và lọc. Rất là đa năng. Con này cái mũi nhọn này này, để chúng ta lọc luôn những cái gì mà cần lọc ấy. Và ngoài ra các bác thái được luôn nhá. Thái thịt, thái rau được luôn. Đấy, riêng con số 11 này các bác bé bé này mình gọt được hoa quả nữa. Rất là đa năng. Lẽ ra là em sẽ lên một cái con dao chuyên thái bản vuông như kiểu con chặt xương số 7 ấy. Đấy, lẽ ra là em sẽ có lên một con đấy nữa, nhưng mà em nghĩ là số 10 với số 11 nó cũng khá là tiện rồi. Một cái video này là nó khá là kiểu theo ngẫu hứng của em, không có theo chủ đề gì hết. Và hai con này là cũng làm từ thép trắng không gỉ, nhưng mà là con có cán tra. Đây ạ, cán tra là có những cái con mà có đinh chốt và khâu chốt ở đây. Số 10 với số 11 thì cơ bản nó giống nhau, chẳng qua là một con mỏng hơn và một con to hơn thôi. Số 10 có chiều dài là vào 21 cm ạ. Cái chiều dài lưỡi dao ấy 21 cm nhá. Bản rộng vào 7,5 cm. Dày 2 ly và nặng 300 g. Đó, một con dao thái bầu bụng to. Con này em bán 220.000. À, em xin lỗi ạ, 250.000. Em nói nhầm, 250.000 nhá. Đây là mã số 10 các bác. Đây, chúng ta thái gọt thoải mái. Có hai lính inox này, khâu chốt inox luôn. Cán gỗ cũng là cầm chỉ ạ. Mũi của nó rất là nhọn luôn. Khi mà dùng bếp thì các bác tuyệt đối lưu ý giúp em những cái con mà có chức năng lọc đấy ạ. Nó rất là nhọn. Chúng ta phải tuyệt đối là tập trung hết sức. Đó, con số 11 em giới thiệu đến nhá. Cũng là một cái phiên bản như vừa nãy em đã nói, con số như số 10 ấy. Nhưng mà con này rẻ hơn, 220.000 ạ. Đấy, 220.000 cái con số 11 này. Con này thì nặng 200 g thôi. Đây, kết cấu và cái đặc điểm chung của nó thì cũng không khác gì cái con số 10 cho lắm. Cũng có hai đinh inox ở đây, khâu chốt inox ạ. Không làm không làm cái đồng nữa, tại vì kiểu nó đã là thép trắng không gì rồi thì khi mà chúng ta để inox đồng bộ nó sẽ nhìn đồng bộ với nhau hơn. Chiều dài của lưỡi dao em này vào 19 cm. Đấy, bằng một gang tay của em luôn này, 19 cm. Cái bụng của em ấy thì rộng 5 cm. Và dày 2 ly ạ. Con số 11 dày 2 ly nhé các bác. Mỏng dính luôn.
Tại vì những con này chức năng chủ yếu là để thái gọt thôi, thế nên không cần quá là dày. Dày quá thì chúng ta lại mang về chặt rồi. Đấy, những con mà ở chức năng thái lọc thì nó chỉ dao động khoảng như thế thôi, 220.000 ạ. Con này thì em nghĩ là nhà nào cũng nên có, rất là đa năng luôn. Kể cả em làm hàng cắt giấy hay phải đóng hàng xong rồi mở hàng thùng bìa cắt tông nhiều ấy, em cũng lấy con này về để em làm hàng luôn ấy, rất là tiện. Và cuối cùng là mẫu 12, mẫu mèo mini. Mèo mini này thì trước kia em có làm một cái video riêng để giới thiệu và giá hồi đấy em bán là 170.000. Nhưng mà hiện tại thì nguyên liệu đã tăng rồi và em không thể để cái giá 170 được nữa. Từ hôm nay thì em chính thức lên giá em mèo mini là 200.000 nhá các bác. Bác nào mà đợt vừa rồi mua được với giá 170.000 thì quá là hời luôn. Đấy, một con mèo mini đẹp như thế này được làm từ nhíp xe nhá các bác ơi. Chiều dài của em ấy là vào 17cm ạ. Đây, nhìn để như này thì các bác cũng ước chừng được, nó cũng hơi hơi giống cái con số 11 một chút. Chiều dài vào 17cm này, cái bụng ở đây rộng 3cm. Dày 5 ly và nặng 200g. Độ dày của nó thì vẫn là dày bằng một cái con mèo tiêu chuẩn. Những con mèo to ấy cũng dày từ 5 đến 7 ly mà. Đấy, con mèo bé này cũng dày 5 ly, nặng 200g. Và đợt này xưởng lấy em đắt hơn rồi, thế nên là cũng đã làm thêm một cái đinh đồng ở đây nữa. Cái phiên bản cũ mà em bán 170 trước kia là chỉ có một đinh đồng thôi. Đấy, có một đinh đồng như cái chỗ em đang quay này thôi ấy. Nhưng mà đợt này thì tất cả mọi thứ đều tăng, thế là nhập tăng, xưởng đóng thêm một cái đinh vào đây nữa. Đây ạ, vẫn là khâu chốt đồng và cán gỗ cầm chỉ ạ. Đây, hàng của Phúc Sen Quảng Hòa Cao Bằng luôn, các bác yên tâm nhé. Con này thì từ hôm nay nó sẽ lên giá là 200.000. Đấy, và mèo mini này thì các bác dùng để thái thịt cũng được. Mình mang đi cùng những cái lần mình đi picnic này, đi cắm trại các thứ ấy, các bác cầm theo cũng được để mình cắt dây này, xong rồi mình mang đi những lúc mà mình cần đến dao ấy thì mình cầm cái con dao này đi. Nó rất là tiện tại vì chúng ta có thể bỏ trong ba lô hoặc túi xách đều ok. Đấy, hôm nay thì em giới thiệu với cả nhà một cái video ngắn gọn như này thôi, bao gồm 12 mã dao như này. Các bác xem qua nếu mà có gì chưa hài lòng hay là ưng lắm rồi thì các bác hãy gọi điện với em để chốt đơn nhé, em sẽ gửi hàng cho chúng ta. Và thời gian gần đây thì dịch bệnh vẫn căng thẳng ạ. Thời gian gửi hàng sẽ dao động khoảng 7 đến 10 ngày nhé các bác ơi. Các bác ở miền Trung, miền Nam thì khoảng 7 đến 10 ngày chúng ta sẽ nhận được hàng. Đấy, bây giờ thì trước khi kết thúc video em sẽ quay lại một lượt để các bác ngắm tổng thể nhé. Đây ạ, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đấy, tất cả những cái mẫu em lên hôm nay, ngày hôm nay ở đây. Lên nhiều quá thì các bác cũng ngại xem. Và em nói cũng sẽ bị mệt, thế nên chúng ta sẽ tạm thời chia tay nhau ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.